Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta sử dụng phương pháp đổi biến số để tính tích phân. Thì cái phương pháp đổi biến số này thì ta thấy có tương đối nhiều dạng. Đấy. Thì video hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu ông ta dạng đầu tiên liên quan đến phương pháp đổi biến số. Cái video sau thì thầy tiếp tục giới thiệu các dạng sau. Thế trong video này thì thầy hướng dẫn ta 4 ý, thì chúng ta sẽ đi vào ý đầu tiên. Ý A có thể là ý đơn giản nhất trong các ý vì nó là đổi biến chúng ta đưa ra dạng đa thức thì rất là dễ rồi. Đa thức thì cái tính tích phân thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Thế thì chúng ta tìm ý A này. Tại y bằng tích phân từ 0 đến 1 của x nhân với 1 trừ x mũ 19 dx. Rồi. Thế các bước tính tích phân theo phương pháp đổi biến số ấy, thì đầu tiên là ta sẽ đặt bước 1 là đặt t này. Trong trường hợp này chúng ta thấy là cái mũ 19 rất là to đúng không? Do đó người ta đặt cái biểu thức trong cái hàm fx trong này thì là bằng t, vậy ta đặt này, trước tiên ta đặt t. T bằng 1 trừ x. Ok. Là tiếp tục. Đây chúng ta vi phân hai vế. Ở đây ta vi phân. Vi phân thì ta có dt thì bằng d đạo hàm bên này nhân dx, đạo hàm bên này là bằng trừ 1, vậy trừ dx. Ok. Rồi, tiếp tục ở đây ta có x này. Có x đây ta phải rút x ra, x thì bằng gì? X bằng chuyển về bên kia là 1 trừ t đúng không? Rồi. Chúng ta tiếp tục đến bước đổi cận. Đổi cận này. Đó. Đổi cận thì ta có là cận là x này. T này x là 0 với 1 x0 đây cận 0 1 đây thì thay x bằng 0 vào đây thì t bằng 1 này thay 1 vào đây t bằng 0 đó. Vậy chúng ta sẽ có y bằng này y bằng chúng ta là x từ 0 đến 1 thì bây giờ là t thì sẽ là 1 đến 0 này của x đây x đây x thì bằng 1 trừ t này ở đây t mũ 19 1 trừ x là bằng t vậy t mũ 19 này nhân dx dx bằng trừ dt đúng không dx bằng trừ dt hay dt bằng trừ dx thì rút ra dx bằng trừ dt thế dấu trừ thì đưa trước này trừ dt rồi ok thế này rất là ngon lành rồi dễ rồi. Đó bằng chúng ta bỏ dấu trừ này đi, chúng ta muốn bỏ dấu trừ thì có hai cách, cái thứ nhất là ta nhân tung vào trong này đúng không, cái thứ hai ta đổi cận được chưa, ta có nhớ công thức là tích phân từ a đến b của fx dx thì bằng trừ tích phân từ b đến a của fx dx đó, chúng ta bỏ dấu trừ đi thì ta bằng cách đổi cận thôi. Thế ta bỏ đổi cận nhé, bằng là tích phân này từ 0 đến 1 đấy, của cái thằng nhân tung vào như một luôn đúng không nhỉ, là t mũ 19 này trừ đi t mũ 20 dt. Ok, thế bây giờ ta bằng này, bằng thằng này thì chúng ta tính đơn giản rồi đúng không, t 19 thì nâng mũ lên rồi chia thì ta sẽ có là 1 phần 20 t mũ 20 trừ đi cái này tương tự vậy là 1 phần 21 t mũ 21 chúng ta cận từ 0 đến 1 đó thì ta thay cái thằng 1 vào đây xong trừ đi tức là f1 trừ f0 đó thì bằng này 1 phần 20 nhân với 1 mũ 20 trừ đi 1 phần 21 nhân với 1 mũ 21 rồi rồi trừ đi f0 f0 chỗ này là bằng 0 rồi nhưng ta cứ viết vào cho các bạn biết 20 nhân với 0 mũ gì 20 trừ đi 1 phần 21 nhân với 0 mũ 21 đương nhiên chỗ này bằng 0 rồi và đây chúng ta thấy là 1 mũ bao nhiêu vẫn bằng 1 ở chỗ này bằng 1 vậy ta có 1 phần 20 trừ 1 phần 21 và bằng
huy động lên ok chưa? Thì đây 21 trừ 20 thì còn 1 phần 20 nhân với 21 và bằng cái này bấm máy đúng không? À, bấm máy thì ta sẽ ra. Ok, rất đơn giản thôi. À bấm máy, ta thử bấm máy xem nào. Đây. Một phần 20 nhân với 21 bằng 1 phần 100 420, 1 phần 420 đó, kết quả như vậy. Thế bây giờ ta nếu muốn kiểm tra kết quả này đúng hay sai, có nhầm lẫn gì không, thì ta sẽ tính trực tiếp tích phân này đúng không nhỉ, xem nào bao nhiêu đó, thì ta tính này tích phân này thử nha, thử xem nào, x nhân với 1 trừ x mũ 19 đúng không nhỉ, 19 rồi cận từ 0 đến 1 bằng đấy 1 phần 420, chuẩn rồi nha, chúng ta tính đúng rồi, ok đấy. Thế là ta xong, làm xong ý thứ nhất đấy, rất đơn giản thôi đúng không. Đây phương pháp đổi biến số với trường hợp là đa thức thì nó cũng không có gì là ghê gớm lắm. Tiếp tục ta sang ý B. Ý B của chúng ta y bằng 0 đến 1 của x mũ 3. À ý B là ta thiếu một chữ dx đây rồi. Đấy, x mũ 3. Này không không có dx thì không tính được đâu nha. Dx. Đó. Cho 1 cộng với x bình tất cả mũ 3. Tương tự như vậy thì chúng ta đặt cái thế, đặt cái thằng trong ấy. Đấy. Biểu thức trong của mũ này là bằng t, vậy ta đặt t bằng 1 cộng với x bình. Khi ta vi phân hai vế thì ta có là dt thì bằng 2x dx. Ở đây này chúng ta thấy này, ở đây có x dx thì ta phải rút ra bằng từ 0 đến 1 của x bình nhân với x dx chia cho 1 cộng với x bình mũ 3 đó. Hiện đây ta sẽ rút ra này, rút ra x dx thì bằng gì, bằng 1 phần 2 dt đúng chưa, và ta có x bình này, đây x bình đây, x dx có theo t rồi nhá, thấy chưa, đây x bình chỗ này thì ta có x bình thì bằng bao nhiêu, t trừ 1 rồi. Bây giờ ta đổi cận thôi. Đổi cận x t x bằng 0 1. Với x bằng 0 thì t bằng 1. Với x bằng 1 thì t bằng 2, đúng không? Đây 0 đây, 1 đây, 1 1 bình phương là 1, 1 cộng 1 bằng 2. Ok. Bây giờ ta có y bằng này. Y bằng tích phân từ 1 đến 2. Tích phân 1, 2, đấy chưa? X bình đây, x bình là gì? X bình bằng t trừ 1. Đấy chưa? Đấy. Nhân với x dx thì chính là 1 phần 2 dt, vậy thì cho 1 phần 2 ra ngoài. Chỉ còn dt trong này thôi. Chia cho để t mũ mấy? T mũ 3. Rồi, rất là đơn giản rồi, bằng tách thôi 1 phần 2 tích phân từ 1 đến 2, tách ra nha, tách ra thì ta có là 1 trên t bình trừ đi 1 trên t mũ 3 dt. Ô cái này thì quá là ngon lành rồi đúng không, cái này đưa ra đây chúng ta là có công thức là dx trên x bình thì chỉ bằng trừ 1 trên x, hoặc du trên u bình trừ 1 trên u đúng không, nguyên hàm này đúng chưa. Thế là cái này t mũ 3 thì t 1 trên t mũ 3 thì đưa lên trên là t mũ trừ 3, hoặc chúng ta có thể áp dụng công thức như này cũng được này, 1 phần 2 này, cái này sẽ dễ này, 1 đến 2 của t mũ trừ 2 này trừ đi t mũ trừ 3 này dt này bằng này 1 phần 2 này, chúng ta thấy là trừ 2 cộng 1 là gì, à trừ 2 cộng 1 nó là trừ 1, vậy là chính là t mũ trừ 2 cộng 1 này chia cho trừ 2 cộng 1 trừ đi
t mũ trừ 3 cộng 1 này chia cho trừ 3 cộng 1. Đấy, cận từ 1 đến 2. Rồi ta thay vào tính bình thường thôi. Đây chính là bằng 1 phần 2. Đây, t mũ trừ 1 là trừ 1 trên t. Đó, chính là cái công thức mà thầy vừa nói. Được chưa? Còn thằng này chính là trừ đi. Trừ 3 cộng với 1 là trừ 2, chứ trừ thành cộng. Vậy thì là thành nên 1 chia cho 2 t bình phương cận từ 1 đến 2. Rồi thay số vào thôi, bằng 1 phần 2 ra ngoài này. Trong là thay 2 vào này thì trừ 1 phần 2 cộng với 1 chia cho 2 nhân với 2 bình phương. Rồi trừ đi. Trừ 1 phần 1 đúng không? 1 phần 1 cộng với 1 chia cho 2 nhân với 1 bình phương. Đó. Rồi hôm ấy cứ bấm máy cho nó mạnh dạn bấm máy đúng không? Nhân với gì đây? Thì mình cứ bấm máy thôi. Thực ra cái này tính được đấy nhưng mà thôi. Máy cho nhanh. Đúng không? Nhầm đôi khi lại bị sai mất thì nguy hiểm. Đúng không? Ok. Vậy là trừ trừ 1 phần 2 này. Đúng nhau, trừ 1 phần 2 này. Cộng với đây là 1 phần 8 đúng không nhỉ? 1 phần 8, 2, 4, 8 rồi. Cộng với 1 phần 8 này. Rồi. Bằng này, rồi trừ đi này. Đây, trừ đi 1 này. Trừ đi trừ 1, trừ đi trừ 1 này. Cộng với 1 phần 2, ồ cái này hơi lạm dụng máy tính một chút. Bằng này. Đó, rồi nhân với 2 luôn, nhân với 1 phần 2. Đây 1 phần 8. Chỗ này nhân với 1 phần 8 này. Và bằng 1 phần 16. Ok. Đấy. Được chưa? Đây IB của chúng ta rất là đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Tiếp tục ta sang IC này. IC này tổng y bằng tích phân từ 1 đến 2 của dx chia cho x nhân với x mũ 5 cộng 1. Ở đến đây ta sẽ đặt này. Đặt t bằng x mũ 5 cộng 1 được chưa? Thế ta sẽ vi phân này, vi phân dt chính bằng là 5x mũ 4 dx. Thế đây chúng ta cần phải nhìn lên trên này có x dx thôi thì phải có x mũ 4. Vì vậy ta nhân cả từ cả mẫu với x mũ 4 này. 1, 2 này, x mũ 4, dx. Chia cho x mũ 4 nhân với x này, x mũ 5. X mũ 5 cộng 1. Đó. Nói chung là chúng ta làm nào làm khi đổi biến là về hết t. Được chưa? Ở đây ta rút ra x mũ 4. Dx chính là bằng 1 phần 5 dt. Xong rồi. Thế thì chúng ta còn x mũ 5 đây đúng không? X mũ 5 thì bằng gì? X mũ 5 thì bằng t trừ 1. Vậy đều cận á, đổi cận x t. X là 1 này, 2 này. Đấy, 1. X bằng 1 thì 1 mũ 5 là bằng 1, vậy về t 1 cộng 1 là 2, đằng 2 này. Tiếp tục này. X bằng 2, 2 mũ 5 là hình như 32 đúng không? 2 mũ 5 32. 2 mũ 2 là 4, 2 mũ 3 8, 2 mũ 4 là 16, 2 mũ 5 là 32 đúng không? 32 cộng 1 là bằng 33. Rồi ok. Vậy thì hôm nay ta có y bằng này từ 2 đến 33 x mũ 4 dx. X mũ 4 dx thì bằng 1 phần 5, thầy đưa 1 phần 5 ra ngoài là dt chia cho thằng này là t trừ 1, t trừ 1 thằng này là t nhân với t. Rồi ok, đây chính là cái hàm phân thức đây là thầy đã dạy trong cái chỗ phần nguyên hàm rồi. Đây dạng 2 của hàm phân thức trường hợp mà có hai nghiệm phân biệt thì ta sẽ bằng này 1 phần 5 này từ 2 đến 33 này của là
1 chia cho t trừ 1 trừ đi 1 trên t tách ra này. Nhưng tách ra tôi quy đồng lên xem là có bằng như này không. Thì chúng ta sẽ có là quy đồng thằng này nên là 1 cộng với 1. À 1 nhân với trừ 1 là bằng 1. Hết rồi, ok đúng rồi, bằng luôn, cái này bằng luôn, không có gì phải bàn cả. DT chia cho 1 mà, xong rồi. Bằng 1 phần 5 nepe. Tất cả nepe của t trừ 1 trừ đi nepe của t chỉ đối đấy, đúng không? Hai này tách ra thành t trừ 1 chia cho t luôn. Cận từ đâu? Từ 2 đến 33 nó bằng 1 phần 5 nepe của 33 trừ 1 thì còn 32 phần 33 trừ đi nepe của thay 2 vào đây, thay 2 vào đây, 2 trừ 1 là bằng 1, 1 phần 2 đó. Hãy chia cái nữa đúng không, chia cho bằng này 1 phần 5 nepe của 32 phần 33 chia cho 1 phần 2 tức là nhân với 2, nhân với 2 vào đây. Nên nó khác là bằng 1 phần 5 nepe nhân 2 là 64 phần 32 đó. Đây là kết quả cuối cùng của IC được chưa nhỉ? Ok. Thế còn ID, ta nhìn ID xem nào. ID của chúng ta. Ok, ID nhá, chúng ta làm ID này. Y bằng tích phân từ 1 đến căn 3 của dx chia cho x cộng với x mũ 3. Cái này thì chúng ta sẽ đưa vào cái IC này bằng này. Đó, 1 đến căn 3 dx chia cho x ra ngoài cho 1 cộng x bình. Đó. Thì khi vi phân nó xuất hiện là cái thằng 2x dx như x dx thì ta nhân đấy. Bằng tiếp đây. Từ 1 đến căn 3 x dx chia cho x bình 1 cộng x bình. Rồi ok, rất là dễ. Nên đặt thôi. Đặt x bình bằng t cũng được, đúng không? Hoặc là 1 cộng với x bình bằng t cũng chẳng sao cả, như nhau cả thôi. Ok, thôi đặt là t bằng 1 cộng x bình. Rồi, người ta suy ra được là dt vi phân đấy bằng 2x dx, và đây có x dx đây rồi thì ta rút ra x dx thì bằng 1 phần 2 dt. Ở đây có x bình thì phải rút ra x bình thì bằng đây x bình đây, x bình rút từ đây ra đúng không, thì ta được t trừ 1 đây này, rút đây giờ này đây x bình chuyển vế sang t trừ 1 và ta đổi cận này x này t này x bằng 1 và căn 3 đến căn 3. Thế thay 1 vào đây thì đây là bằng mấy? 1 bình phương là 1, 1 cộng 1 là 2. Căn 3 bình phương là 3, 3 cộng 1 là 4. 2 đến 4, đúng không? Bao nhiêu nhỉ? Căn 3 bình phương là 3, 3 cộng 1 là 4 rồi, đúng rồi. Vậy ta có y bằng này. Tích phân từ 2 đến 4. Chưa? Của x dx là bằng 1 phần 2 dt, 1 phần 2 là trước. DT chia cho t t chính là t trừ 1 đây, à x x bình chính là t trừ 1 đây. Đó. Rồi thằng này chính là t. Tương tự như là ý IC thôi. Chúng ta có thể làm nhanh chỗ này đúng không? Hoàn toàn giống thôi, bằng 1 phần mấy? 1 phần 2 nepe chỉ tuyệt đối của t trừ 1 chia cho t. Thì cận từ 2 đến 4 à, rất là đơn giản, giống hệt về chỗ thôi, 1 phần 2 nepe thay 4 vào đây, 4 vào đây thì ta 4 trừ 1 bằng 3, 3 phần 4, 3 phần 4 đúng không, trừ đi thay 2 vào đây nepe thay 2 là 1 phần 2 đó. Tương tự như vậy chia ra bằng 1 phần 2 nepe của chia cho 3 phần 4 chia cho 1 phần 2 thì nhân với 2 này 6 phần 4. 6 phần 4 thì bằng 1 phần 2 nepe của 3 phần 2. Ok, đó, rất là đơn giản thôi, đúng không? Thế đây là kết quả
cuối cùng của chúng ta. Thế thì trong video này thầy hướng dẫn ra là có 4 ý thôi. 4 ý rất là đơn giản về mặt đổi biến. Cái dạng sơ khai đầu tiên của đổi biến sang hàm đa thức và phân thức. Video tiếp theo của thầy thì sẽ hướng dẫn ta đổi biến từ cái hàm căn thức, chứa hàm căn thức sang hàm đa thức của phân thức. Cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, thế làm từng bước, từng video một để các bạn tiếp cận theo các trình tự để làm cho là nắm bắt được kiến thức cho chắc. Còn bạn nào thích những câu vận dụng cao thì trên kênh của thầy cũng khá nhiều cái câu liên quan vận dụng cao, hàm hợp, hàm ẩn. Thì chúng ta vào cái danh sách phát liên quan đến nguyên hàm tích phân và tìm cái video phù hợp, hoặc là các em có thể xem cái phần mô tả của các video về nguyên hàm tích phân, thì thầy đã để các link liên quan đến cái video liên quan đến nguyên hàm tích phân ở trong phần mô tả của các video tương tự liên quan. Thì chúng ta xem video đó, nếu cái nào liên quan mà chúng ta cần quan tâm thì các em xem đỡ về tìm nhiều, đúng không nhỉ? Trên kênh của thầy có khá nhiều video liên quan đến vận dụng vận dụng cao, phương pháp chọn hàm hợp, hàm ẩn. Ok rồi, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.